Chính quyền Việt Nam trong năm nay tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền, đặc biệt là nhắm vào các tổ chức dân sự không được nhà nước công nhận và các blogger, nhà báo độc lập lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Hà Nội, theo nhận định của giới hoạt động. Năm 2020 này là có rất nhiều cái tăng cái đàn áp, ví dụ như Hội Nhà báo độc lập, chỗ ông Nguyễn Tường Thụy hay là ông Nguyễn Hữu Minh Tuấn, thế rồi ông Phạm Thành, rồi bà Phạm Đoan Trang, thế còn và bà Đinh Thị Thu Thủy và còn rất nhiều những người khác ở các nơi khác. Cái số lượng người mà bị bắt vì viết Facebook chẳng hạn, người ta nói là sự thật. Theo Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam bắt giữ 31 người hoạt động và 29 nhà hoạt động về quyền đất đai. Đồng thời, Việt Nam kết án 22 nhà hoạt động với mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ ký giả GPJ hồi tháng 12 cho biết có 15 nhà báo bị giam giữ tại Việt Nam và nhiều nhà hoạt động vì các quyền tự do khác như quyền tự do tín ngưỡng đã bị bắt, tuyên phạt với các bản án khắt khe, phải chịu chế độ quấy rối có hệ thống và kể cả bị ép cung tra tấn. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo công bố ngày 1 tháng 12 ghi nhận Việt Nam đang giam giữ ít nhất 170 tù nhân lương tâm, con số kỷ lục kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi tình trạng tù nhân lương tâm tại Việt Nam từ năm 1996. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn cho rằng các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm.